Thôi em nói với trung tâm bị quên học tiếp nè. Hùng mấy bên đây sao cứ bị quên cái ghi âm cứ vô xong nói chuyện xong bị quên hoài. À bây giờ mới ghi nè. Vô bài mới luôn rồi. Rồi mất mất cái khúc khúc đầu tiên rồi, nửa nửa bài của bài kia rồi. Rồi thôi bây giờ mình làm tiếp nè. Ok. Rồi. Có gì bữa sau mà Nhung Tâm kêu là mình chưa đủ ăn với chị Hương nó dùng gì chị. Chứ được em bị quên. Trời ơi. Có công tại vì bình thường là chúng ta sẽ kiểm tra thời gian dạy á. Sẽ có đủ thời gian không á mà em bị không không ghi âm, không ghi lại thì nó bị mất. Có công là bị nói là không dạy không đủ giờ nữa. Sợ. Rồi, event. Ok, nghe tiếp là chị. A movie. A concert. Rồi. Đây. A party. A dance. Đó, rồi bây giờ mình đọc số 1 trước nè, chị Hương. A party hoặc là party. Ở trong tiếng Anh á nó sẽ có hai loại là Anh và Anh Mỹ á. Thì Anh thì người ta sẽ đọc là party. Party. Còn Anh Mỹ sẽ đọc là bar. Party. 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 A party. Đó là nó đổi thành đuôi âm D á. A party. Rồi Anna. Party. A party. A Number two, dance. a A dance. Rồi. Number three, game. a game. Đúng rồi. A game. Anna. Đúng rồi. Âm này là âm e i á, âm a á. Và mà nó kết thúc âm m cho nên mình sẽ đọc một cái âm giống như âm em của tiếng Việt á nhưng mà nó không phải nha. Aim. Again, number four nè, a dinner, rồi A Anna, a dinner, dinner. number five, A Anna, movie. number six, A concert. a concert, rồi, okay. Đây thì nó sẽ có từ 1 tới 6 nè. Có từ nào mà mình chưa biết nghĩ không ta? Chị Hương như An. Biết hết rồi. Đúng rồi, mấy từ này quen thuộc đúng không? Bây giờ mình có thể nhìn bức tranh để mình đoán. À, you can look at the picture and you guess the meaning. À, bình thường mình có đi sự kiện nào khác không ta ngoài những sự kiện này? Ví dụ mình đi hội thảo là có biết từ gì không chị? Chị có biết? Workshop. Đúng không? Hội thảo á, ví dụ mình cũng có thể tham gia một sự kiện như là hội thảo nè, rồi cái gì nữa ta, mình có bao giờ đi sự kiện nào khác không? À đi đi đám cưới á, đi đám cưới cũng là một sự kiện á, đúng không? Wedding. Đúng rồi, wedding, party, một bữa tiệc đám cưới. À, nè, đi ví dụ như mình đi đi mình làm trong công ty nó sẽ có lễ cuối năm á, year end. Year and party. À. Đi workshop nè, mình đi hội thảo nè, rồi mình đi đám cưới nè, rồi mình đi tất niên á, cuối năm của công ty á, year end party. Rồi. Mình đi đâu nữa ta? Có đi đến đâu nữa không ta? Biểu diễn là xem cách quốc. Xem catwalk hả ta? Vậy là mình nếu mình dạy mình show thôi, mình đi tới game show hả? Cái show thời trang hả? Thời trang fashion. Fashion show. Fashion show. Đó. Ví dụ như vậy, đó. Thì đó là những cái từ mà mình hay hay thường dùng, đúng không? Mình đi à, mình có thể đi sinh nhật, đúng không? Đám cưới thì có sẽ có sinh nhật. Birthday party. Đúng rồi, birthday party, year end party, rồi. Baby Baby. ở bên đây có cái tiệc đoạn đoạn giới tính con nít sơ sinh đó. À, đang như tính đúng không chị? Baby sao? Baby show, đúng không chị? Đây đúng không? Yeah. Baby show. Cái là show chứ không phải là sao như em. Đọc âm O á, chứ phải đọc âm ao. Show. Sure.
Rachel là đáng giới tính em bé. You can guess about their gender. Giới tính là gender. Ở Việt Nam thì không có cái này nhưng mà nước ngoài hay có đúng không? À, nước ngoài thì người ta hay làm cái đó, Việt Nam thì không có. Rồi còn chị Hương An còn nghĩ ra một cái lễ nữa không? Hết rồi đúng không, mấy cái cơ bản rồi. Thì rồi để em nhớ ra một cái lễ chia tay độc thân, kiểu mấy người mà chuẩn bị lấy chồng á, lấy vợ gì đó, nó sẽ có một cái lễ gì đó, Tiệc độc thân gì không mà tiệc độc thân á, nhưng mà tiếng Anh là chưa giờ thấy, để em coi. có bữa nói mà em quên mất bữa em mới đi xong. Vậy hả? Yeah. Farewell là chia tay đó, farewell là tiệc chia tay. Có một tiệc chia tay nữa, một tiệc chia tay phải độc thân nè. Hoặc là ví dụ mình đang làm một công ty á, mình chuyển sang một công ty khác và có lẽ mình có đi kiểu ra một bữa chia tay á thì cũng gọi là farewell á. Wow. Đây là chị đem share cái này nè. Đây, từ này nè. Farewell party. Đó là một bữa tiệc á. Đó. Từ này nè, farewell. Farewell là có nghĩa là chia tay. Thì ví dụ mình nói là muốn nói là về tiệc chia tay thì mình thêm từ party ở phía sau. Đó, farewell party. Tiệc chia tay. Đây nè, người ta nói là there can be several reasons an employee leaves. Đó là cái lễ lễ mà một cái nhân viên mà rời khỏi cái công ty của mình đó, thì mình sẽ có lễ lễ nè, farewell party. Mình chuyển sang một cái công ty khác. Rồi. Ok. Mình biết cơ bản rồi. Rồi number two, bây giờ mình nghe nè. Listen. Listening comprehension. Mình sẽ có 6 cuộc hội thoại nè, six conversations and tries to circle the time. Nó sẽ có hai thời gian, mình sẽ khoanh cái thời gian mà người ta nói trong đại hội thoại. Rồi. Mình nghe nè. Listen to the conversations about events. Write the event. Conversation 1. What time's the dinner? 7:45. A quarter to eight? Thanks. Rồi. An, mấy giờ rồi? Khoan khoan, cho nghe lại, cho nghe lại. Chưa tập trung mà. Rồi. Write the event. Conversation 1. What time's the dinner? 7:45. A quarter to eight? Thanks. 7:45 hả? Đúng rồi. A quarter to eight á là có nghĩa là còn 15 Là phút nữa tới 8 giờ. gần 8 giờ Thì là là 7:45. 7:45, chính xác. Thật ra lại Quarter. không biết nhưng mà em chỉ nghe được là cái y là À thì normal. đấy, chắc chắn là có chữ A thì chắc chắn là nó phải 7:45 đúng Vậy không? là gần Đúng rồi, gần tới 8 giờ. A quarter to A. A quarter to A á, nhưng mà trong tiếng Anh á, Anh Mỹ á, người ta hay đọc chữ to thành chữ the á. A quarter to A á. Giống như hồi bữa mình học cái cụm từ mà go to work á, thì người ta cũng go to work á, nhớ không? Chị Hương An nhớ không? Người ta hay vậy lắm. Ở Anh Mỹ người ta hay chuyển từ to thành the. Conversation 2. What time's the dance? 8 o'clock? 8? No, it's at 9 o'clock. À đúng rồi, số 1 còn phải ghi cái event nữa, em quên. 1. Nghe lại nha. What time's the dinner? Rồi, chị Hương, event là gì? What's the event? Là quarter to 8. Đúng rồi, what's time the dinner? Dinner. Rồi, number 2 nghe tiếp nè. A quarter to eight? Thanks. À, chị Hương chuẩn bị nghe câu 2 nè. Conversation 2. What time's the dance? 8 o'clock? 8? No, it's at 9 o'clock. Rồi.
Đây. Dance. Dance. Đúng rồi. 9 o'clock. Chính xác, lúc 9 giờ. Cái đoạn này người ta sẽ nói đề cập cả hai thời gian nhưng mà cuối cùng là chọn vào 9 giờ đó. Rồi, number 3 nè. Oh, okay, thanks. An nghe number 3 nè. Conversation 3. What time's the concert? It's at 3:30. 3:30. Are we late? No, it's only 3 o'clock. Rồi. A concert. A Concert. concert. Rồi. 3:30. Đúng rồi. 3:30 đúng không? Yeah. Trong bài đọc người ta nói là half past 3. Thì Three. là 3:45. 3:30, sorry. 3:30. Tại vì mình tự đổi, đổi là half là mình biết là 30 phút rồi đó. Cho nên mình phải chọn 3:30. Rồi. Số 4 là chị Hương nghe rồi chị. Conversation 4. What time's the game? At noon. Don't be late. Okay. See you at noon. Rồi. Noon. Đúng rồi, noon là noon là bia. Game. 12 p.m. 12 p.m. Rồi. What's the event? Game. Đúng rồi, game. Number 5. Conversation 5. What time's the movie? 9:15. 9:15? Thanks. See you there. Rồi. After 9. After 9. 9:50 hả? Đúng rồi. A quarter mà em. Quarter chứ không phải là, chứ không phải là sao 50 được ta? A quarter là 15. 9:15. Đúng rồi, chứ phải 50. Yeah. À. Sự kiện gì? What's the event? Hồi nãy nó đọc lại đến Conversation 5. What time's the movie? 9:15. A quarter after nine? Thế là lạ, dinner là thấy lạ lạ rồi. Tại vì số 1 đi dinner rồi, sao số 5 dinner rồi, chắc chắn là sự kiện khác nhau mà. À, Sorry. Tại vì movie. đang đang trả bài, đang trả bài kiểm tra bên kia, cái là cái đầu See nó bị you loạn qua loạn lại. there. Ô, bên kia bên nào nữa? Bài kiểm tra của bên nail á con, em học nail Ồ. nữa. Vậy hả? Nó làm cho một shop 10 10 lít. Gì vậy? Cái Gì đi đi chơi quên trả bài xong giờ phải trả bài để nó chấm điểm thi của mình, nó mới cho mình thi. vậy? Ủa, vậy luôn hả? Yeah. Nail á, bên nail á. Yeah, bên nail cái quyển sách nó còn dày hơn bên 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 học này nữa. Wow. Một Sao vậy? À, chị tưởng là làm thôi, đi đúng không? no, một lesson của nó là phải là hơn 100 từ vựng á, mà nó đưa tới 10 lesson lần từ tay tay chân tới khách hàng, từ nấm À, rồi tùm lum. ủa nhưng mà học học là ăn qua mấy năm mà bây giờ vẫn còn học luôn hả? Học liên tục vậy hả? Hay là sao? Hay là giờ mới bắt đầu học? Học học bây giờ mới bắt đầu học để lấy bằng, bữa giờ chưa lấy bằng. À, ủa không 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 chưa có bằng mình vẫn được làm hả? Cô tưởng là Làm phải. làm tôi Tưởng là thế cứ. mà có bằng đó, có bằng mình mở được quán à? Nhưng mà thi có khó. Khó. Conversation. Ủa thi có speaking gì không? Hay là thi sao không khó hiểu ta? Thi theo tiếng Anh, nó sẽ định, Ồ. nó sẽ cho mình làm tiếng Anh rồi mình từ phiên dịch ra. Xong giờ nó đưa cho em một cái listen, nghĩa là 10 listen, mỗi listen vậy là nó hơn 100 từ vựng về mỗi khác À, nhau. về cái lĩnh vực nail thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, Được chuyên nhưng mà ngành. nó dài dòng lắm, nó sẽ hỏi mình là vì sao còn nấm, rồi là vì sao có phân gạch vi khuẩn á, À, nó kiểu tùm lum vậy chuyên luôn. về về cái tay luôn hả, tay chân con móng luôn. Đúng rồi, từ tay tới chân Chương 6. với lại body. 6. Six. What time's the party? At midnight. Midnight? Wow. Rồi chị Hương, what's the Chào event? anh Gì vậy? em. Chào em. Party, what time the Mười party? Rồi chị nghe được thời gian không? Chị nghe lại hai nha. giờ anh em. Đúng rồi, 12 giờ PM đúng không? Midnight. Người ta nói là midnight có nghĩa là 12 giờ tối.
À, Là AM chứ sao là BM cô? đúng rồi. Đúng rồi. 12 giờ tối là AM là 0 giờ rồi. 0 giờ là chuyển sang AM rồi. Rồi. Rồi, bây giờ nghe mình nghe lại transcript nha, nhìn lại cái này để mình coi thử có chỗ nào mình chưa nghe được nãy giờ. Nghe lại một lượt nè. Now listen again and circle the time. Conversation 1. What time's the dinner? 7:45. A quarter to eight? Thanks. Đó, a quarter to eight thì nó sẽ lặp là a quarter to eight. Cái to chuyển thành the, giống như trước mình học á, mình go to work thì cái thành là go to work á. Đó, rồi. Kế tiếp nè. Conversation 2. What time's the dance? 8 o'clock? 8? No, it's at 9 o'clock. Oh, okay, thanks. Number three. Conversation 3. What time's the concert? It's at 3:30. 3:30? Are we late? No, it's only 3 o'clock. Conversation 4. What time's the game? At noon. Don't be late. Okay, see you at noon. At noon là 12 giờ trưa, 12 p.m. Còn at midnight là 12 giờ đêm, cho nên là 12 a.m. Conversation 5. What time's the movie? 9:15. 9:15? Thanks. See you there. Rồi, để cuối cùng. Conversation 6. What time's the party? At midnight. Midnight? Wow. Rồi. Okay. Chính xác hết rồi. Giờ mình làm number 3. Days of the week. Read and listen. Listen again and repeat. Mình sẽ học về từ vựng và những ngày trong tuần á, từ thứ hai đến chủ nhật á, nói như thế nào á. Thứ hai là Monday, thứ ba là Tuesday, thứ tư là Wednesday. Wednesday. Năm là Thursday. Friday. Saturday, Sunday, đúng không? Thì là trong trong yeah. cái này nó chia ra hai phần, một phần màu cam và một phần màu xanh. Phần màu cam là những ngày trong tuần, là người ta gọi là weekdays. Phần màu xanh the dương weekend. Là đúng rồi, the weekend là cuối tuần sẽ có hai ngày là thứ bảy chủ nhật. Rồi. Weekdays và weekend. Rồi. Chờ cô đi, cô mở cái em mở cái slide có cái phiên âm đọc cho nó dễ. Bây giờ mình nghe trước nha. Nghe người ta đọc đây. Read and listen. Weekdays. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. The weekend. Saturday. Sunday. Now listen again and repeat. Weekdays. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. The weekend. Saturday. Sunday. Rồi, đó là từ thứ hai tới chủ nhật. Đơn giản, mình cứ chắc mình cũng gặp thường xuyên đúng không chị Hương với An? Mình cũng nghe mình cũng học hoài. Biết hết rồi. Đúng rồi, bây giờ mình chỉ biết mình chỉ có cách đọc thôi. Đúng không? Xưa giờ mình biết là mình đọc cái đúng thôi là được. Số 1 nè, Monday. Chị Hương nè, Monday. Monday. Rồi, An là Monday. Monday. Rồi, number 2 nè, Tuesday. À, nó sẽ có âm Z ở giữa nè. Tuesday. 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 Đúng rồi, nó sẽ có âm Z. Z ở giữa. Rồi, em là Tuesday. Tuesday. Rồi.
Wednesday. Wednesday. Đúng rồi. And a Wednesday. Wednesday. Number four, Thursday. Thứ hai, thứ năm nó sẽ có chữ Z ở giữa đó. Thursday. Thursday. Rồi, and a Thursday. Thursday. Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. Sunday. Đó là tổng cộng là từ thứ hai tới chủ nhật rồi đó, 7 ngày trong tuần. Sẽ có một từ từ thứ ba nha. Nó sẽ có hai cách đọc á, từ thứ thứ ba á. Một là mình sẽ đọc là Tuesday, hai là mình có thể đọc là Till, Till hoặc là Two. Đó. Choose. Là theo theo anh á thì mình sẽ đọc là âm yêu, còn anh Mỹ á thì mình sẽ đọc thành âm u u dài. Tuesday. 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 Và anh à. Tuesday. 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 À, có thể đọc hai cách. Tuesday hoặc là Tuesday. U hoặc là U đều được. Ok, đó, đó là tất cả những ngày trong tuần. Và mình nhớ là thứ hai tới thứ bảy á, còn thứ hai tới thứ sáu á, thứ hai thứ sáu được gọi là weekdays. Weekdays Quiz. là những ngày trong tuần, còn thứ bảy và chủ nhật là the weekend. Là The quiz. đúng rồi, là cuối tuần đó. Rồi. Đó, cái này mình rất là quen thuộc, mình chỉ ở học chủ yếu là mình học cách phát âm thôi, còn mấy cái từ đó mình biết rồi. Chắc đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ học thêm ngữ pháp mới nè. Cái unit này nó rất là đơn giản đúng không chị? Unit 5 này nó về time và event thì nó sẽ không có cái gì gọi là từ vựng mình là nhiều. Mấy unit kia thì có nhiều cái để học. Unit 5 thì chủ yếu mình học cách để mình nói về thời gian là như thế nào thôi, và sự kiện nó cũng ngắn. Rồi mình sẽ học to be. Các mình sử dụng to be với những câu hỏi về thời gian và hai giới từ at và on. At và on. Các mình sử dụng khi nào mình dùng at, khi nào mình dùng on. Ví dụ câu đầu tiên nè. What time is it? Là mình hỏi bây giờ mấy giờ đó. What time is it? Thì người ta trả lời it's 5:20. What time's the party? It's at 9:30. Đó. Thì câu đầu tiên người ta hỏi là mấy giờ rồi thì mình nói là 5:20, nhưng người ta hỏi là sự cái bữa tiệc đó diễn ra vào mấy giờ, what time's the party, thì mình sẽ trả lời thêm cái chữ at vào, it's at 9:30, thì at sẽ đứng trước thời gian, chỉ ghi vô là at là mình nhớ từ đứng trước một thời gian thôi, at là thời gian đi với thời gian. Rồi bây giờ mình nhìn số ví dụ số 3 là what day is the concert. Thứ mấy sẽ diễn ra cái concert, cái buổi hòa nhạc đó. One day. Cái chữ day là thứ đó chị. Chị Hương với An là Dạ, nhớ nha. Cái chữ day là ý người ta hỏi là thứ mấy. One yeah, day I know. is the concert, là thứ mấy diễn ra vào cái buổi hòa nhạc đó. Còn nếu mà mình hỏi là ngày mấy á, ngày 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 bao nhiêu á, thì mình sẽ dùng cái từ khác là what date. Đó, nhớ. Day ở trên là thứ, còn date TE là ngày. Nhớ phân biệt Mà đó. phát âm nó giống, nhưng mà phát âm nó giống giống nhau đúng Giống giống nhau nhưng cái đuôi nó khác thôi. Âm đầu tiên, cái từ đầu không? tiên là J, nó không có đuôi. Nó không có đuôi, nó là E, âm A thôi. Còn từ số 2 á, TE nó có đuôi T, date. Hiểu không? Hey. À, trong tiếng Anh á, bởi vậy cho tiếng Anh người ta bắt mình phải đọc đúng cái âm cuối là như vậy, để mình phân biệt là những cái từ mình nó có âm giống nhau nhưng mà cái âm cuối nó khác nhau, để mình biết được cái từ nào người ta đang nói á. Đó là tầm quan trọng của việc mà mình nói âm đọc âm cuối cho chính xác. What date is the concert? Đó. Thì người ta sẽ trả lời là it's on Saturday. Thì on sẽ đi với thứ thứ trong tuần á. Nó vào thứ thứ bảy. Rồi. Cái câu ở dưới nè. When's the dance? Là khi nào diễn ra, mình không dùng what time, what day nữa mà mình dùng when's. Khi nào diễn ra cái
cái buổi vũ vũ hội đó. It's at 10 o'clock. Hoặc là it's on Friday at 10 p.m. Một là mình nói về thời gian là vào lúc 10 giờ. Hoặc là mình có thể nói đầy đủ luôn cả cả thời gian cả thứ diễn ra luôn. Ví dụ mình diễn ra vào thứ sáu vào lúc 10 giờ. It's on Friday at 10 p.m. Đó. Thứ này là on. Friday nó sẽ đi với on, còn 10 p.m. phải đi với at. Đó, mình nhớ vậy đó. It's on Friday at 10 p.m. Rồi. Thì bên này người ta có một lưu ý nè. Conjunction là dạng rút gọn á. What time is thì mình có thể rút gọn thành là phải s. What day is thì cũng phải s. What day phải s luôn. When's thì when's phải s. Nhưng có một cái nè. Có một, đúng một câu là mình sẽ không được rút gọn là what time is it và when is it. Thì mình sẽ không được rút gọn cái phải s này. Mà mình giữ nguyên cái is. Mình phải đọc là what time is it. Giữ nguyên không được phải s chỗ đó. À, là when is it. Khi mà có chủ ngữ là it á, thì mình sẽ không được rút gọn to be. Rồi. Có ví dụ là mình sẽ hỏi là what time is it đi. Nhưng mà mình có thể hỏi là what time phải s. The dance đi. Đó. Ý người ta nói là đối với cái chủ ngữ là is nè. Câu hỏi mà có chủ ngữ là is á thì mình sẽ không được rút gọn to be là is, vẫn giữ nguyên is nha. Nhưng mà đối với chủ ngữ là một cái từ nào khác không ngoài is á, the dance ví dụ vậy, thì mình có thể rút gọn được phải s để cho nó ngắn gọn. Ý là người ta vậy á. Cái chủ ngữ là is thì mình phải giữ nguyên cái to be là is chứ không được rút gọn thành phải s. Rồi. Ok. Rồi mình qua mình làm bài tập là mình hiểu à. Đây. À, ai này. Complete the questions and answer. Hoàn thành câu hỏi và trả lời. Use conjunctions when possible. Sử dụng cái rút gọn ạ. Của động từ to be khi mà có thể. When possible. Rồi. Số 1 nè. When gì ta? And when it. Đúng rồi, thì cái này mình có thể rút gọn được cho nên là mình phải dùng phải S. Phải đúng S. Không? When's yeah. The party? It's. Với từ gì ta? Với từ at hay on? At. Đúng rồi, at. Chính xác. Mình nói là thuận về thời gian thì mình dùng at, còn đối với thứ ngày ấy, thì mình dùng on. Đúng không? Rồi number 2 chị Hương nè. What's the day? Đúng rồi. What's day what the day game? The game. It's on Saturday. Đúng rồi, it's on Saturday. Number 3. What time the concert? Đúng rồi. It's at 8:30. Đúng rồi, it's at 8:30. Eight, sorry. Number 4. What time or what day? What days? Đúng rồi, what day? The dinner. It's on Tuesday. Đúng không? Hay là Tuesday hay là Tuesday. Rồi, number 5. When the dancer. Đúng rồi. When, cái này phải dùng when tại vì người ta nói cả thời gian và cả ngày luôn và cả thứ. À, yeah. Và thứ mấy thì mình phải dùng hoặc when. It on Friday at đúng rồi. Night. At night. Number 6, chị Hương nè. What? What time the class? Đúng rồi, what time? It's the class? It's at, đúng rồi, chính xác. At noon. At noon. It's at noon. Đúng rồi, từ noon nè. Tonight và midnight nó sẽ đi với at. Là em sẽ ghi ra. Đó. Ba từ này nó sẽ đi với at noon, at midnight và at night. Đó. Rồi. Còn đối với câu hỏi với when á thì mình sẽ trả lời đầy đủ cả về thời gian và cả thứ ngày nè.
Người ta hỏi, người ta trả lời này. It's on Friday at night. Thì mình sẽ có thứ ngày và thời gian luôn. Rồi bây giờ mình nghe nha. Tiếp tục. Hôm nay nhiều bài nghe nè. À, chủ yếu nói về thời gian thì mình nghe nhiều so với nói. Tại vì cũng nói thì cũng sẽ không có gì để nói nhiều. Chủ yếu là hỏi what time, what day, rồi what when thôi. Cho nên mình phải tập trung nghe đó. Listening comprehension. Listen to the conversation. Mình sẽ nghe đoạn hội thoại. Xong mình viết ra những sự kiện. Write the event on the calendar. À, calendar. Calendar là cái gì ta? Chị Hương với em có bao giờ thấy cái từ này không? Cái lịch đó chị. À, Cái cuốn khóa lịch đó. biểu Cái cuốn lịch đó chị. Calendar là á. cuốn lịch, thời khóa biểu là nó sẽ có từ khác là schedule. Đây là thời khóa biểu nè. Schedule. 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 À, còn cái từ Schedule. mà mình đang học là calendar, là cái lịch, cuốn Calendar. calendar, Calendar. 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 À, cái cuốn lịch đó chị. Calendar. Rồi thì cái đoạn này đó, nó còn có từ thứ hai, ví dụ nhật, thì mỗi, em gợi ý là mỗi ngày nó sẽ có một, nó chỉ có một sự kiện thôi nha. Mỗi thứ á, mỗi thứ nó chỉ đúng một sự kiện. Ví dụ thứ năm nè, thứ năm người ta đã cho sẵn là có một sự kiện là meeting, thì có nghĩa là thứ năm mình sẽ không điền gì nữa, mình chỉ điền thứ hai tới chủ nhật nữa thôi, trừ đi thứ năm. À, mỗi ngày mình có một sự kiện thôi. Bây giờ mình nghe nè. Listen to the conversation. Oh, good. You have your calendar. Yeah. So what events are there this week? Let's see. Well, on Thursday, there's a school meeting at 7. Meeting at 7 o'clock. And this weekend, there's a party. A party? That sounds good. When is it? Saturday at 6:30. Rồi, mới nói Listen to the conversation. At 6:30? That's early. The school meeting at 7. Meeting. Để cô mở lại xem tự nhiên nó Listen to the conversation. Thursday, there's a school meeting at 7. Đó, là cái sự kiện đầu tiên. On Thursday, there's a school meeting at 7. Là cái sự kiện mà người ta cho sẵn trong sách đó chị. Là vào thứ năm, 7 giờ thì có sẽ có một cái cuộc họp ở trường. Meeting at 7 o'clock. And this weekend, there's a party. Weekend à. Đó, bây giờ người ta nói weekend rồi nha. Weekend là mình sẽ nhìn vào hai chỗ là Saturday hoặc Sunday. Saturday và Sunday. Đúng rồi. A party? That sounds good. When is it? Saturday at 6:30. What's the event? Sự kiện gì? 6:30 attend. Đúng rồi. Attend. A party. A party. Đúng không? Đúng không? Ờ. Như anh nghe giọng party không? Đây nè. Có. Party. Đó, a a party. Party? That sounds good. Saturday. When is it? Saturday at 6:30. Saturday at 6:30. Là vào 6 giờ rưỡi á. Và thứ bảy. Là party. Đó, tiếp tục. At 6:30? That's early. Oh, look. On Friday, there's a dinner. A dinner? Yes, for the students. Oh, right. What time? At 7 o'clock. Okay. Friday. Rồi. Thứ mấy đây? Dinner. Dinner Dinner. Friday 7. Đúng rồi. Dinner Friday. What time? 7. 5:30. 7 đúng không? 7. 7 à? 7 thôi. Yeah, Bây giờ nghe lại nha chị. 7 là đúng rồi đó. Giờ nghe lại nè. 6:30. At 6:30? That's early. Oh, look. On Friday, there's a dinner. A dinner? Yes, for the student. All right. What time? At 7 o'clock. Okay. Friday. À, có một lúc đấy là đi dinner. hội thoại. Lúc đấy là đi, cái bộ nó bảo là 5:30 là hơi sớm á. Không, 6:30 là ý là cái người đàn ông đang hỏi về cái thứ bảy hồi nãy chị. Là cái người đàn người người, người phụ nữ kêu 6:30, xong ông nhắc lại ô half past 6 là cái phần, là cái đoạn đó, đoạn của thứ bảy chị. Đây, ý là em đu nó còn còn nó dính cái phần phía trước á, chứ còn thứ À. sáu là không có trong đây, là cái phần đó là vẫn còn ở trong thứ bảy. Là
Cho nên chị nghe cái six, half past six gì đó. Dinner at 7. Rồi. Is there a game on Friday? No, there's a game on Monday at 5:30. 5:30, okay. Rồi, nghe gì ta? Monday, 5:30. Dinner. Đúng rồi. No, no dinner. Đúng giờ, đúng đúng thời gian rồi chị. Nhưng mà chưa có sự kiện chưa đúng nè. Nghe lại nè. Game on Friday? No, there's a game. Friday, dinner at 7. Is there a game on Friday? No, there's a game on Monday at 5:30. 5:30. Okay. There's a game. Đúng rồi. Game. There's a game on Monday, Monday. At 5:30. À chứ bà đi nè, à nên chị Hương làm đúng đúng thời gian đó nhưng mà có bị sự kiện á. À. Thì đúng á. Rồi. Giờ mình nghe tiếp nè. You know, there's also a concert this week. Maya Peters, the singer. Nice. When is it? Wednesday at 7:15. At 7:15? Right. Có sự kiện gì ta? Sự kiện tiếp tục nó hơi bị nhanh á. Concert 7:15. Sự kiện gì ta? Sự kiện gì ta? Concert. Mà concert. À, chính xác. Là 7:15 có một cái concert và thứ tư. Chính xác rồi đó. Tiếp tục. How about a movie? Is there a movie this week? Yes, there is. There's a Jackie Chan movie on Tuesday at 6:30. Jackie Chan? Great. Tuesday, 6:30. Rồi, tiếp tục. Today, 6:30. What's the event? A movie. Đúng rồi, movie. Rồi. Rồi là hết rồi đó, còn một thứ chủ nhật thôi đó. Giờ mình nghe cuối cùng là chủ nhật rồi đó. Mà so, là như chủ nhật không có sự kiện gì. That's it. That's it. Đó, hết sounds rồi. Like a good week. Hết chủ nhật không có sự kiện gì. Now listen again. Rồi, bây giờ mình ghi xong rồi, bây giờ mình nghe lại transcript, mình kiểm tra lại nè, mấy chỗ này mình chưa nghe được. Mình coi lại hết. Cái đoạn này cũng có nhiều cái để học. Em thấy cũng hay. And write the events on the calendar. Oh good, you have your calendar. Yeah. So what events are there this week? Let's see. Well, on Thursday, there's a school meeting at 7. Meeting at 7:00. And this weekend, there's a party. A party? That sounds good. When is it? Saturday at 6:30. At 6:30? That's early. Oh, look. On Friday, there's a dinner. A dinner? Yes, for the students. Oh, right. What time? At 7:00. Okay. Friday. Dinner at 7. Is there a game on Friday? No, there's a game on Monday at 5:30. 5:30, okay. You know, there's also a concert this week. Maya Peters, the singer. Nice. When is it? Wednesday at 7:15. At 7:15? Right. How about a movie? Is there a movie this week? Yes, there is. There's a Jackie Chan movie on Tuesday at 6:30. Jackie Chan? Great. Tuesday, 6:30. So, that's it? That's it. Sounds like a good week. Rồi, đó là mình nhớ, mình sơ lại những cái thông tin nãy giờ mình nghe mình chính xác rồi đó. Chính xác sự kiện và thời gian là thứ ngày đúng không ạ? Ok. À, chị Hương với An nghe cũng tốt á. Ý là đoạn này nó cũng khá dài với lại nó kiểu nó cũng đọc nhanh á. Mình nghe vẫn được là ok. Rồi. Đó, tiếp tục nha, mình học phần cuối cùng đây. Conversation model. Talk about the event of the time of an event. Tiếp tục, cũng sẽ nói về thời gian một sự kiện nào đó thôi. Đơn giản. Nói chung là về unit 5 này nè. Conversation á. Cái đoạn hội thoại nó đơn giản lắm. Nó chỉ hỏi về thời gian là xong. Thời gian, địa điểm của một sự kiện nào đó. Đó. Nhưng với hai người này nè. There are two people in this picture. The girl is pointing to the picture, đúng không? Người phụ nữ đang chỉ vô á, pointing to the picture. À, một cái bức tranh gì đó, một cái kiểu như một cái bài báo quảng cáo, đúng không? Advertisement. Rồi. Và hai người này đang nói chuyện về cái sự kiện đó. They're talking about school dance. Rồi. Bây giờ mình nghe nè. Read and listen. Look.
There's a dance on Wednesday. Great. What time? 10:30 at Pat's restaurant. Really? Let's meet at 10:15. Read and listen. Look, there's a dance on Wednesday. Great. What time? 10:30 at Pat's restaurant. Really? Let's meet at 10:15. Rồi, bây giờ chị Hương đọc là A nè, còn An là B nè, B nè. Look, there's a dance on Wednesday. Green, what time? 10:30 at Pat's restaurant. Really? Let me at 10:15. Rồi, bây giờ đổi ngược lại nè. Look, they dance on Wednesday. Grace, what time? 10:30 at Bad Red Tour. Really? Red meets us 10:15. Rồi, đó là cách người ta nói đó, là ta nói một sự kiện là school dance, là một cái sự kiện buổi vũ hội gì ở trường á, diễn ra vào thứ tư nè. Xong rồi người còn lại là hỏi là lúc mấy giờ, lúc 10 giờ rưỡi và thời gian rồi địa điểm là ở tại một cái nhà hàng tên là Pat của Pat á. Rồi. Và mình sẽ hẹn thời gian gặp mà nhau vào lúc 10 giờ 15. Rồi. Bây giờ ở dưới đây nó sẽ có bốn bức tranh nè. À. You can see four pictures. And tries to make four conversations according to four of them. Là mình sẽ tạo bốn cuộc hội thoại dựa vào bốn cái sự kiện ở dưới, giống như cái đoạn hồi nãy ở bên phía lesson hồi nãy á, mình học mới học á. Y chang vậy luôn. Rồi. Bây giờ là An là A nè, chị Hương là B nè, mình nhìn vào sự kiện thứ nhất, mình sẽ tạo ra cuộc hội thoại nè. Bức tranh số 1 nè. Look, there are gì ta? And look, there's a asking cái này hôm bữa rồi game. Đúng không? Cái này hôm bữa rồi mới có lễ của cái ngày này xong này. Quên luôn hả? Yeah, bỗng bao dục gì đó phẩm ta. Ờ đúng rồi, ở bên nước ngoài á, ở bên Mỹ á. Yeah. Sẽ lo là in the Sunday show with a girl. Basketball là bóng rổ. Yeah, it's Sunday 2 weeks ago. À, 2-2-2 tuần trước hả? Và chủ nhật. Yeah, yeah. Wow. Basketball game là cái bóng rổ á, thi bóng rổ, chơi bóng rổ. Before I go vacation. Wow. Look, there's a basketball game on. Mình rap vô rồi nè. On Saturday. Đúng rồi. Great, dễ thương nè. Great. Great. What time? 10 a.m. at Athlete Central. Athlete Central. Really? Let me at 9:50. Yeah, 9:50. 9:50. Xong rồi, ví dụ bây giờ nè, mình sẽ kéo dài đoạn hội thoại là mình sẽ không giống trong sách nữa, mình thêm ở phía sau. Ví dụ như An kêu là An có việc bận gì đó nên là sẽ đúng đến đúng giờ thì sao? Sorry. I have an appointment. Có một cuộc hẹn đi. À. Cô, dạ dù mình muốn nói ngắn gọn á, mình nói về cái bằng của mình á, hoặc là mình không cần cho người ta rõ cái tên đúng không? Mình kêu là busy rồi. Đúng busy rồi. Yeah, I'm busy. I'm so busy on gì đó? Thứ 7 nè, on Saturday. On Saturday. Đúng rồi, so I tôi sẽ tôi sẽ gặp bạn ở vào lúc 10 giờ luôn, đúng không? I will tại vì tôi meet you there there no at. Đúng không? Đó thì there là có nghĩa là cái nơi diễn ra, đúng rồi, nơi cái nơi diễn ra cái sự kiện đó đó.
I will meet you there at 10 p.m. Rồi chị Hương nè. Ok gì đó. Gì sao chị? That's okay. Yeah, đúng rồi, that's okay. It's okay. See you there, đúng không? Hẹn gặp bạn ở đó. See you there. Ok, là xong. Mình sẽ mở rộng cái cuộc hội thoại đó ra để mình có nhiều ý tưởng khác. À, có nhiều, tại vì cái cuộc sống nó sẽ có nhiều tình huống khác, có thể đâu phải lúc nào mình cũng sẽ ok giống như theo cái sắp xếp của người ta đâu, đúng không? Rồi. Tiếp tục. Chị Hương nè chị. Đổi ngược lại nè. A nè. Hỏi tiếp à? Chị nói tiếp, cái hình số 2 á chị. Look, there are a movie on Thursday. Thì nó movie là được rồi. A movie on the Thursday. Green, what time? 9 p.m. 9 o'clock p.m. Cái này thì nó sẽ không có địa điểm, đúng không chị? Không có địa điểm. Space Lock đấy, không phải. Space Pilot là cái tên của bộ phim ấy chị. À. Đúng không? Death Book là cái gì? Mercy's Books. Em nghĩ là cái nhà sản xuất á, đúng không? Chắc phải mình nói là as Mercy's Book, cứ mình giả sử đi. At Mercy's book. Really? Let me at A fifteen. Đúng rồi, 8:50. Rồi chị Hương có ok không? Ok. that's ok hả? Ok. Mình có thể thấy cô, giả dụ mình có thể kiểu như là như mà bạn bè hỏi thà họ nói chuyện với nhau thì mình có thể yêu cầu đi sớm hơn, thì mình có thể nói là no, I want you go more. Hay là bạn có thể đi sớm không, đúng không? I want thì nó hơi ra lệnh đó, đúng không? Would you can you come earlier, đúng không? Earlier. Yeah. About hồi nãy chị Hương nói là bao nhiêu, 9 giờ đúng không? Come earlier about about 8:30. Không, mình nói là sớm hơn bao nhiêu phút là được rồi. Nếu mà nói là nó rõ thời gian là mình sẽ dùng add nha. Can you come early at 8:30? Đúng rồi. Bạn có thể đến sớm lúc 8:30 không? Rồi chị Hương nè. Hương trả lời nè. No, can you? No. I can. No, I can. Không thể. Rồi tôi có việc bận hả? Hay là tôi làm gì đó? Tôi phải gặp một người khác. À. Lúc đó. I have an appointment. Tôi có một cuộc hẹn trước rồi. I have an appointment. Và lúc mấy giờ chị? Ví dụ mà chị nói là rõ ràng là lúc mấy giờ là nên chị sẽ không được. Hẹn có thể đến trước 10 phút thôi. Appointment. I have an appointment at, ví dụ chị nói là chị lúc là cũng sẽ có một cuộc hẹn lúc 8:50 đi, đúng không? 8:30 đi, cho nên là không có rảnh rồi. Tôi chỉ có thể đi đến lúc mấy giờ ta? Chị nói sao? Tôi có thể đến lúc 8:50. Yeah. I can you. I can.
Come early. Earlier at 8:50. À, rồi. À, no, you know I can't. I have an appointment at 8:30, so I can come at 5:50. Đúng rồi. Đó, ok. Rồi, tiếp tục. Cái đoạn hội thoại thứ ba nè. Là cái gì đây? Là cái sự kiện gì đây? Thấy không? Có. Thì em thấy nó hơi kiểu gì? Nó bị che mất cái đoạn giò rồi. Nó bị che mất á. Cho nên em đang phóng nhỏ lại. Cái phóng to nó bị che. Rồi, đây. Ok. Look, their concert on Friday. À, còn có cái à, còn cái ba nữa à. Sót rồi. Chưa tới concert, mình tới thứ ba rồi. School dinner rồi chứ. Đúng look, không? Concert đi làm luôn rồi con. À, concert làm luôn đi, bây giờ chúng mình quay lại. Lúc sau gì đâu, sẽ là như rồi. Vậy rồi. Look, there's concert on Friday. Rồi. Great, what time? 8:00 at Buckingham Hill. Hill hả con? At Hall. Hall. Parker Hall. À, cái từ này mình sẽ đọc là âm O nha anh. Parker yeah. Hall. Nó là một cái sảnh đó. Ý là giống như một cái sảnh cho một cái khách hàng sạn nhà hàng gì đó. Có cái sảnh đó. Tại cái sảnh đó đó. Đó. At Parker Hall. Rồi. Really, let's at, meet. Let meet. Let's meet at 8 giờ kém 5 to 8. 8 giờ kém 5. 5 to 8. Ok, cái trường hợp này ok là tại vì nãy giờ mình có mình hay có trường hợp khác rồi. Trường hợp này ok là tí nữa mình sẽ đổi tiếp. Ok. See you there. Đúng không? Yeah. Rồi. Giờ cái cuối cùng nè. The last one. Mình sẽ là cái cuối cùng. Look, there a school dinner on Saturday. Wait, what time? 8 p.m. 8 p.m. at Han restaurant. Đúng rồi. Really? Let me at 7:30. Rồi, 7:30. Ví dụ cô nói là xin lỗi yeah. Tôi phải đến đón quá con. Quá sớm quá không? I cái gì nhỉ? Quá sớm quá không thì nói nào. À. Is it too early? Này có sớm quá không? No. 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 We need ý là đặt bàn đó cô. À, we have to. We have to. Là phải đặt bàn đó hả chị? Là A. Đúng không? Yeah. We have to come early to. Để là đặt bàn. To bàn, to book a table. À, đặt một cái bàn trước. Ready. See you there. Rồi, see you there. Rồi. À, okay. Okay. Okay, see you later. Rồi. Đó là tất cả những cái đoạn hội thoại mà mình có thể nghĩ ra. Ý là mình có thể là mình đi sớm hơn, mình đi trễ hơn, hoặc là mình đúng giờ, hoặc là mình có việc bận gì đó. Mình có thể nghĩ ra nhiều việc bận khác nhau. Mình đi làm chưa ra này, hoặc là mình có cuộc hẹn trước đó, hoặc là mình muốn đến sớm để làm cái gì đó. À, mình có nhiều tình huống trong cuộc sống lắm. À, ok. À, hôm nay mình đã học đã được một bài rưỡi rồi đó, tại cái bài của unit 5 rất là ngắn cho nên mình học nhanh hơn so với những cái unit khác. Rồi.
Đó, là hôm nay mình tổng cộng là mình đã học hết hết cái new lesson one này nè. À, lesson one về time is event. Cách mình nói về thời gian nè. Rồi, mình sẽ học lesson 2 nói về sự kiện nữa nè, event. Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống nè, rồi. Và học về thứ ngày Ngữ trong pháp. tuần. Thứ ngày trong tuần, days of the week, từ thứ hai tới chủ nhật. À, đọc như thế nào và cách sử dụng giới từ at on. Hai giới từ, khi nào mình dùng at, khi nào dùng on, và những câu hỏi như là what time, what date và when. Rồi, và cuộc hội thoại. Đấy. Một cuộc hội thoại khi mình nói về một sự kiện và hẹn nhau để mình gặp nhau vào lúc mấy giờ đó. Đó là mình nói về một sự kiện. Là hết rồi đó. Ok. À, hôm nay mình học hết lesson 2 rồi đó chị. Buổi sau mình sẽ học lesson 3 ngày mai. Đúng là ngày mai chứ buổi sau đâu ta. Ngày mai. Buổi sau Mà lesson không phải chị 3. Hương, không phải chị Hương kêu là thứ bảy chị Hương đi Vậy ra thì Hương thôi. nghỉ hả chị Hương? Ồ, em quên luôn á. Em tưởng là tuần sau chị mới đi. Khoa đã thứ bảy mai ạ. Rồi. Vậy là mình nay mình học buổi cuối rồi hả? Thôi, để tuần sau chị đi cũng được, ngày Ủa? mai học cũng được. Ủa? Gì đâu mà where do you Tại go? vì Where có will hẹn you trước người ta rồi, có hẹn trước người ta rồi mà kiểu chưa chắc chắn, kiểu chưa tìm được người ấy, thì thôi chắc là À, lại dù thì lại thôi tuần ngày mai mình sau học bình thường. Ngày mai mình học bình thường, học về birthdays, sinh nhật. Rồi. Ok. ai học đến 10 giờ cô. Ngày mai em có ca, em có một ca trước nên phải mình vẫn học 10:30. Tại hôm nay em không có ca trước á, cho nên là mới học sớm được. Rồi. Ngày Ok. mai học được không? Em học được ngày mai không? Em bệnh hả? Sao thấy bệnh, đi chơi về xong Bị bị sốc nhiều. bệnh. Rồi. See you tomorrow. Nhiều chút. Yeah. See you tomorrow. Yeah.